Chào các bạn, đây là máy thổi lá DeWatt, có mã số là DCBL722. Máy được nhập khẩu từ Mỹ về. Động cơ của máy là không chổi than, độ ồn 70 dB, tốc độ gió của máy là 201 km/h. Máy nặng 2,4 kg, 765 m³/s. Thông số của máy chạy êm. Có thể sử dụng pin 18V hoặc 20V. Hiện máy đang có bán với giá thân máy là 3,5 triệu. Combo pin và sạc là 5 triệu. Đây là máy thổi lá của Milwaukee, có mã số 2724-20. Máy được nhập khẩu từ Mỹ về, có chứng nhận của UL. Động cơ không chổi than. Thân máy nặng tầm 2 kg. Là dòng máy thổi lá mạnh nhất hiện nay. Lực thổi của máy là 4.400 vòng. Lực gió thổi là 193 km/h. Thân máy là 3,2 triệu. Các bạn có nhu cầu liên hệ cửa hàng How Debo tại địa chỉ 152 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0978881868. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo sản phẩm khác tại website howdebo.vn hoặc trang fanpage howdebo.